Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thân Khỏe Tâm An cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Thảo Võ. Thì kính thưa quý vị, trong phần 1 chúng ta đã nói đến đề tài là ăn dặm ở trẻ nhỏ, và chúng ta đã dừng đến ở cái phần là khi trẻ ăn phải đồ ăn mà dị ứng thì nên làm như thế nào. Thì khi nãy bác sĩ Thảo Võ có trình bày là nếu ăn tới trứng mà thấy giống như là dị ứng đã đỏ cái miệng, đã đỏ chút xíu ở quanh miệng thì không có sao. Thì thường thì cứ tiếp tục ăn. Mấy cái đó kích thích các cháu, nhiều khi là nước bọt nữa. Thì chút chút thì không có sao, cứ tiếp tục ăn đi. Nhưng mà phản ứng như thế nào thì nên ngưng cái thức ăn mà mình ăn như mà mình nghi? Các cháu bị chàm sữa nè, bị mà nặng hơn hoặc là nổi những cái mề đay trên người, và tuyệt đối là nếu mà nổi mẩn rồi cộng thêm là có nôn ói hoặc là thở gấp, nôn ói tiêu chảy và hoặc là thở gấp, thở khó thở và cái thở rít đó là những cái triệu chứng gọi là sốc phản vệ. Thì cái đó là tuyệt đối là phải ngừng và phải những cái phải gọi 911 liền. Giống như ở đây người ta hay cảnh báo về cái vấn đề mà dị ứng với đậu phộng phải không thưa bác sĩ? Đúng rồi. Thì cái đó rất là hay. Cái dị ứng đậu phộng rất là thường gặp ở cái trẻ em của Mỹ mình đó, và nên người ta làm nghiên cứu và người ta thấy rằng á, là nếu mà mình cho các cháu ăn dặm cái đậu phộng đó sớm, đậu phộng hay trứng mấy cái seafood đó, nếu mà mình cho ăn sớm á, thì sẽ giảm đáng kể cái dị ứng đối với thức ăn đó sau này. Đó là tại sao khi mà các bé còn nhỏ thì cái hệ miễn dịch của các cháu là rất là còn ngây thơ, không có chưa biết, có học gì hết, giống như là chưa biết cái này là cái nào là ta, cái nào là địch bên ngoài trong gì, không có biết. Đó, khi mà nếu mà mình cho các cháu tiếp xúc sớm thì lại nghĩ cái đó là cái đó là của cơ thể của mình, nên các cháu không có phản ứng. Nó tại hệ miễn dịch còn yếu ớ, còn ngây thơ thì cảm nhận đó thì cứ ăn vô là hấp thụ, là cứ nghĩ đó là ta rồi, nên không có phản ứng sau này. Thành ra từ từ là địch thành ta, thành quen luôn. Đúng rồi. Bởi vậy nếu mà như hồi nãy mình nói là dị ứng mà nặng thì các bệnh giống như có bị chàm mà nặng hơn á, thì nhiều khi cũng phải nên cử đó. Và đặc biệt á, là các cháu mà bị chàm sữa thì mà loại nhẹ tới trung bình á, thì người ta khuyến cáo mình nên cho cháu ăn đậu phộng sớm, đậu phộng trứng và mấy cái seafood, mấy cái đồ biển đó. Trừ mật ong thôi, cái gì cũng sớm. Mà đúng rồi, cái gì cũng sớm, mà sớm có nghĩa là trước 6 tháng, trước 6 tháng luôn. Còn những cái trẻ bình thường thì mình có thể là khoảng 6 tháng trở lên mình có thể giới thiệu những món đó. Nhưng mà đặc biệt những cái bé mà cái cơ địa dị ứng của về chàm sữa thì mình nên cho ăn sớm. Tốt nào, sớm nào tốt đó. Là khoảng 4-6 tháng đó là cái đấy. Còn thì tất nhiên những cái bé mà đã bị chàm sữa nặng đó, nặng có nghĩa là trên mặt, toàn thân mà khó kiểm soát á, thì những bé đó thì có thể có những cái phản ứng dị ứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Nên mình không có nên cho ăn mà không có test. Những cái bé mà bị nặng thì mình nên thử. Sau khi thấy em phản ứng mạnh mẽ với một cái gì đó rồi thì quay trở lại cho bé đó đi test. Không, có nghĩa là nếu mà cháu bị chàm sữa là bắt đầu cho đi test. Giống như cái đề tài lần trước mình nói chàm sữa là cái gì? Chàm sữa là cái da rất là ngứa và khô, nổi những cái mẩn đỏ, da chóc vẫy và dẫn tới gãi ngứa nhiều đó. Thì những cái bé mà bị cái chàm sữa nặng thì mình nên thử máu coi bé có bị dị ứng với những chất này không trước khi cho các cháu ăn. Vì có nguy cơ là cháu sẽ bị giống như phản ứng nặng là sốc phản vệ thì nguy hiểm đến tính mạng. Thưa bác sĩ, chúng ta nói về vấn đề là khi cho các em ăn dặm là cho rau củ quả, vậy thì thí dụ như ức của thịt gà mà nó mềm á, có được không thưa bác sĩ? Nó rất là tốt, nên cho các cháu ăn nha. Mình phải cho ăn dặm sớm, tại vì khi cháu hội đủ những cái yếu tố cần thiết thì mình nên cho ăn. Vì trong cái sữa mẹ và trong cái sữa công thức á, sẽ không cung cấp đầy đủ các dưỡng chất nữa, và nhất là chất sắt. Nhiều bé là lười ăn, cứ mẹ cứ cho nghĩ là vậy thôi, cho bú, tại bú thì có nhiều năng lượng, cháu vẫn lên cân. Nhưng mà thật ra cháu lại thiếu sắt và thiếu những cái khoáng chất khác. Vậy có những cái á, là mình không thể nào mà thay thế bằng cái vitamin hoặc là thuốc bổ nào hết, hoặc là sữa gì, không có thể thay thế được, và phải ăn thôi. Là nhất là những thực phẩm từ trái cây, rau củ.
Nói thật chứ quý vị, Ngọc Khanh rất là thương những cái em nào mà vì lý do gì đó biếng ăn đó. Biếng ăn là tại cái bản thân em không muốn ăn, hay là tại vì yếu tố bên ngoài làm mấy em không muốn ăn. Mà cứ mỗi lần Ngọc Khanh thấy cái em đó là thấy nó ngồi nó khổ sở với cái chai sữa Henshu. Nó cầm chai sữa Henshu mà nó giống như nó sắp uống thuốc độc vậy đó. Mà vậy nè, thật ra là mình cái đặc điểm chung của ba mẹ Việt và các ông bà Việt của mình á là rất muốn con cháu bụ bẩm, ăn đủ chất, là phải được cao này nọ, là nên là hay ép con ăn, hay xót con, thì muốn con phải đủ chất, muốn phải đủ thành phần này, đủ thành phần nọ, và đủ số lượng như vậy. Và cũng hay so bì với những con người khác là thích con bụ bẩm và hay ép cháu ăn. Nên mà vô tình cái đó làm cho cháu biếng ăn đó. Và các cháu biếng ăn nên nói là như nói là đưa cái sữa Bidar Sure hay là uống sữa tươi và cứ nóc. Nhiều khi là thôi cũng tiện, cái bình sữa khỏe quá, khỏi ăn tiện, cái núp rồi hết núp mà cháu cũng thích nữa. Thật ra cái đó dẫn tới thiếu máu, thiếu sắt và thiếu những cái chất khác mà mình không cái này gọi là ép dầu ép mỡ hay nở ép ăn đó, mà cái gì đi tới miễn cưỡng là không có hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Và thật ra mình có một người bạn, cô ta cũng là bác sĩ luôn, mà con thì sanh lúc sanh ra hơi bị nhỏ nên cổ cũng sót con và cũng ép con nhiều, mà cháu lại đình công giống như là rất là cực liệt luôn, nên là không chịu ăn và không chịu bú luôn, tới nỗi cháu bị mất nước phải nhập vô bệnh viện và làm đủ thứ xét nghiệm, chụp hình MRI rồi làm test di truyền, và không thấy gì hết, mọi thứ đều bình thường, tới lúc phát hiện ra là do cái tâm lý mà cháu không chịu ăn, nhìn thấy đồ ăn là ói rồi, là do bị ép thôi. Dạ. Thương quá ha. Nên bởi vậy cho cháu tự do, giống như mình, cái nhiệm vụ của ba mẹ là mình phải cung cấp những cái bữa ăn đầy đủ chất và một cái môi trường làm sao mà cho cháu vui, cho thoải mái, là dụ thôi chứ đừng có mà ép, và cũng đừng có thấy là không ăn rồi cứ cho sữa đi bù. Tại vì cháu phải đói thì cháu mới ăn, còn cho sữa vô no rồi không thèm ăn. Dạ. Nó mất đi cái phản xạ thèm ăn rồi. Đúng rồi. Và cũng nên ăn chung cái gia đình nữa. Gia đình mà ngồi ăn chung với nhau, ba mẹ ông bà rồi con cháu giỡn nói chuyện này nọ, cháu cũng thoải mái và cháu cũng thích ăn hơn. Thưa bác sĩ, hồi nãy trở lại với vấn đề là có những gia đình muốn cái đứa bé ăn dặm sớm, mà trong khi em bé là có vẻ giống như ngồi chưa có được vững lắm, nhiều khi nằm ngồi gì hay là gì, thì cái điều đó nó có gây cái ảnh hưởng gì trong cái vấn đề mà tiêu hóa thức ăn của em bé không thưa bác sĩ? Thì như lúc đầu mình nói là cái đầu chưa vững thì không có ngồi thẳng đứng được nè, nên nó cứ gì hả? Đúng rồi, mà phải tập thói quen khi băng là nên ngồi ghế ăn đó. Rồi thì cái đầu chưa vững rồi cộng với cái phản xạ mà đẩy đồ ăn ra, đó là nên sẽ không có nuốt, nên nhiều khi cho ăn sớm. Cái mình nhìn cái hình ảnh rất thường gặp đó là để các cháu ngồi trên cái car seat hoặc là cái bouncer đó, thì rồi cho ăn bột, nó là lỏng rồi nên cái nhờ cái trọng lực mà nó chảy vô, nhưng mà nhiều khi cái đó là các cháu có thể bị sặc, nghẹt, rồi thậm chí là nó vô cái đường thở, nếu mà các cháu cái phản xạ mà nó chưa có kịp cái thanh quản không kịp là nó sẽ vô đường thở là bị viêm phổi hít, thì cái đó cũng nguy hiểm. Nên cháu sẵn sàng hãy cho ăn, chứ đừng có cho ăn sớm. Kính thưa quý vị, thì Ngọc Khanh có đứa cháu sống ở miền Tây đó, mà thời xưa là vẫn còn xa lôi đó. Gia đình thì rất là giàu mà có đứa con trai thôi, cho nên là chú của Khanh đó, mỗi lần mà muốn cho nó ăn, lúc đó là nó đã 5 tuổi rồi, sau cái bà giúp việc và nó đi lên cái xa lôi đi giáp vòng cái xứ Châu Đốc á, thì là nó ăn xong cái tô cần. Mà nó vẫn ốm là vẫn ốm. Người ta nói là tại sao con nhà giàu mà nuôi đứa nhỏ gì mà nó ốm như ốm nhách. Mình nghĩ cái tô cơm mà đi giáp vòng cái xứ Châu Đốc là thôi nên nó nguội hết. Đúng rồi đó. Nên đó là đồ ăn không có cho ăn quá 30 phút là tại vì lúc đó đồ ăn nguội rồi, hoặc là đồ ăn nó cũng mất ngon rồi. Nên con không muốn ăn có nghĩa là thôi mình để qua một bên một tí cho ăn lại, hoặc là lần đói để cái đợt sau ăn ngon miệng hơn. Một người quen của Ngọc Khanh thưa bác sĩ, là bà nội của em bé,
cái bữa ăn là khoảng 1 tiếng rưỡi, thì cứ chốc chốc cô đi hâm microwave lại cái món đó, hâm lát cái Ngọc Khanh thấy cái món nó phát nhè ra hết. Dạ, nhưng mà cô nói là cô sợ cho bé ăn đồ lạnh thì không hay, nhưng mà bây giờ mình nói theo cái khía cạnh là đồ ăn để quá lâu nó cũng không còn dinh dưỡng, mà cái thứ mà hâm đi hâm microwave đi tới đi lui cái kiểu đó nó cũng không xong. Rồi thành ra mới thấy cái cảnh mà đứa nhỏ vì lý do gì đó nó biếng ăn, rồi mình muốn cho nó ăn, mình xót nó, cho nó giống như một cuộc chiến cho các gì sao vậy đó. Nên nó căng thẳng lắm, nói chung là mình căng thẳng, con cũng căng thẳng. Đó, thôi nhiều khi để con được đói một chút xíu để lần sau con ăn ngon thì nó tốt hơn. Mà thật ra khi mà mình căng thẳng á, mình ăn cũng không có ngon miệng nữa. Cái chất dẫn truyền thần kinh nó cũng nó đình công rồi, nó cũng stress, nó làm cái bao tử của mình nó không có tiết ra dịch vị hoặc là tiết ra nhiều quá, cũng làm mình stress rồi mình nhiều khi bị đau bao tử cũng không thích nữa. Thưa bác sĩ, bây giờ nói tới vấn đề ăn dặm, say tôm được không, say seafood được không? Tốt mà, ngon mà. Tại vì có nhiều người nói rằng là seafood có những cái gì gì đó không có good, thôi để từ từ đi, chỉ trễ hơn chút đi hả, cho mình ăn. Nên cho ăn sớm. Cá hồi được không thưa bác sĩ? Cá hồi cũng rất là tốt, mình chỉ trừ những cái con cá mà nó to quá, giống như cá thu hay mà những cái con cá nào mà to nó sống ngoài biển lâu á, thì cái cơ trong cơ thể nó có thể có những cái kim loại nặng, thì cái đó là mình không có nên ăn nhiều quá, chứ ăn chút chút thì cũng không có tới nổi đâu. Có nghĩa là theo như bác sĩ nói là thôi cái gì mà thử được cứ thử. Đúng rồi. Ngoại trừ mật ong. Mật ong và muối. Dạ muối thôi. Dạ muối, nhớ là muối là không có bột nêm, không có nước mắm, không có gì hết. Thì lúc đó là mình dặn các mẹ là thôi em không được bỏ muối nha. Nhưng mà mình chỉ nghĩ là muối có nhưng mà là sao mà phát hiện ra là bỏ bột nêm. Đó em không bỏ muối mà em bỏ nước mắm không. Ôi dạ, tại nó súp đó. Nó súp là bỏ nước mắm chứ. Dạ, dạ đúng rồi. Ôi nếu vậy mình hầm xương. Hầm rồi xương mình... là nước xương nó tự nó ngọt ra rồi nó ngon rồi. Là trong xương nó cũng có một chút muối sẵn rồi. Nên mình không có cần bỏ muối, không cần bỏ gì hết. Thưa bác sĩ, bây giờ Ngọc Khanh nghĩ là cái chương trình mình chỉ còn có vài phút nữa thôi. Thưa bác sĩ, cho một cái lời đúc kết cho cái vấn đề ăn dặm ở trẻ nhỏ thưa bác sĩ. Thì chỉ có những cái nguyên tắc là đủ điều kiện hãy cho ăn. Có nghĩa là các cháu đã cái đầu vững đó, có nghĩa là ngồi trong ghế ăn mà không có cần sự trợ giúp. Và thứ hai là các cháu là cái phản xạ mà đẩy thức ăn, đẩy lưỡi ra, đẩy đồ ăn ra đã không còn nữa. Và thứ ba nữa là các cháu thích thú dần miệng xin ăn ha. Và khi mà mình cho ăn thì nên cho ăn đa dạng, cho ăn đừng có giới hạn đồ ăn của các cháu để thứ nhất á, là tất nhiên là đồ ăn càng đa dạng thì chất dinh dưỡng càng nhiều. Tại vì mỗi màu là một cái thành phần dinh dưỡng khác nhau. Rồi thứ và đa dạng cũng giúp cho các cháu giảm nguy cơ dị ứng sau này. Thứ ba là các cháu sẽ dễ ăn hơn, phải không? Xong rồi thì không có bỏ muối với mật ong trong cái năm đầu tiên. Đó là cái đó. Rồi sao nữa, và đừng có ép con mình, quan trọng là đừng có ép, đừng có ép con ăn. Và nếu có thể quý vị có thể thử theo phương pháp người ta kêu là baby led weaning, hay là ăn theo phương pháp bé tự chữ hy, có nghĩa là mình sẽ chỉ là cái gì mình ăn mình cứ để dành cho cháu, mình hấp lên hoặc là luộc lên mềm đủ để cái nướu, dùng cái nướu răng để mà nhai cho cháu ăn thử. Có thể mình sẽ thích và cháu sẽ thích thì sao, đỡ stress hơn. Cảm ơn bác sĩ Thảo cùng với đề tài là ăn dặm ở trẻ nhỏ. Thì Ngọc Khanh cũng như bác sĩ Thảo hy vọng là cái đề tài này giúp cho quý vị có thêm một cái góc nhìn khác, một góc nhìn mới về cái vấn đề ăn dặm ở trẻ nhỏ. Thì thật sự mà nói theo đúng thì chương trình Thân Khỏe Tâm An là hướng tới những cái đề tài giúp cho mọi người sẽ có thân khỏe tâm an bằng cách là chăm sóc con mình khỏe tốt trước thì mình sẽ được thật khỏe tâm an. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.